Cún con của Nancy ngày hôm nay không còn con nào còn dây luôn, cắn tan hết dây rồi, nhưng mà cũng không có nhầm lẫn được. Đàn này thì con đực tím là nó đã về với chủ rồi, đeo dây lại cho chúng nó. Đây là con đực cam ngày hôm nay này, đực tốt này. Ok. Đấy. Còn cái xanh này, còn cái tốt này đang đi nhặt nhạnh lung tung. Nhặt gì đấy? Bọn này thì hiện tại bây giờ chúng nó đang là lông máu, cho nên là nhìn chúng nó là nhìn nó sẽ không có mượt được. Chỉ có mỗi cái mặt là lông của nó là lông mượt thôi. Cái bộ lông đủ của chúng nó thì nó sẽ như thế. Nó phải khoảng tầm 3 tháng rưỡi thì nó bắt đầu là nó thay lông dần. Còn này là chưa được 3 tháng. Được không dây này. Nó to hơn bọn còn lại. Ok. Được không dây nó to hơn khá khá. Thôi Nancy ơi, gặm gì đấy? Chị ơi. Tìm kiếm gì? Lại dạy con nghịch rác à? Cái tím. Rất là yêu. Được không dây. Con này thì nó rất là ngoan, cái tốt này. Cái xanh. Được cam, được tốt. Không xoa thì tôi xoa cả lũ nó nhau vào. Cái vàng. Chơi mấy đứa chơi với nhau đi, có cái gì chơi đi để anh ngắm anh quay mấy đứa. Ngắm quay mấy đứa chơi, làm cái gì mà mặt đã ướt thế này, uống nước cho nhau à? Nè. Liếm láp này. Được cam. Được không dây. Cái vàng. Chị không? Mẹ Nancy đó. Ôi giời. Dọa người ta. Ôi giời. Chưa sủa, nó chỉ nhảy dọa thôi. Đây này để mọi người ngắm từng con một. Đây con mẹ đây. Khăn nước hay sao? Khả năng là cho tí nước vào trong cái thau. Không dứt cây đâu. Được không dây. Ok, mấy đứa ra kia chơi đi, mấy đứa ra kia chơi với nhau đi. Được cam với lại cái xanh lên chơi với mẹ này. Hai con tốt này, một được một cái này. Nancy à. Nhà đến mùa đầy thóc luôn. Cái xanh đẹp đấy. Kìa, cái giày cẩn thận này nó lại rứt một tí lại rách. Cái xanh này. Cái tốt. Đực nâu tốt này. Xanh ra trời.
với lại tím là cũng là hai con cái, với vàng nữa ba con cái, là mức khá. Lên trên hè chơi với chúng nó đi, em lên trên hè đi, thằng không dây nó đang phi ở đây. Rồi, lên trên đi. Thôi Nancy không dọa con, nhường cho nó chơi một tí đi. Nancy quay mặt đây nào. Đúng rồi, xinh đấy, nhường cho con nó chơi tí. Thằng cam, con tím này nào vừa nhìn được nét rồi. Con xanh vừa nhìn được nét rồi. Đây. Thì nó đi lại luôn. Con chó thì tầm này nó bắt đầu rụng cái lông máu, bắt đầu rụng lông máu. Nhìn cái chân của nó sẽ có một cái độ bóng hơn là người, vì là cái chân của nó lông ngắn. Đó. Xanh rất xinh gái, xanh giống, xanh nhìn nét giống mẹ. Nào, phi xuống, cẩn thận. Úi trời, phi luôn. Cam. Hey. Đang mãi mê nghịch. Vàng ở trên chơi với chúng nó đi. Cam. Đực đẹp dài đấy. Thằng không dây nó đã lên trên cùng rồi. Thằng không dây này nó to hơn. Và cái khuỷu chân của nó nhìn là nó tì đè nhiều hơn này. Cái khuỷu chân của nó là nó có nấm luôn. Còn mấy con này thì không có. Cam. Nào mấy đứa, ôi trời ơi, xanh ra đây vào hẳn máy quay đứng đằng trước luôn á. Để cho mỗi đứa lên hình một tí. Thế, quay mặt về đây nào. Đây, thằng to con này. Đây là thằng đực không dây này. Đây, đực không dây đấy. Màu đấy, cái tím này. Cái tím mức khá. Đực không dây. Cái xanh dương mức khá. Đây, nhìn cái mặt của chúng nó thì giống nhau, nó khác biệt ở những cái chi tiết nhỏ thôi. Đúng rồi, không có phi vào đấy đâu. Cam, có cái gì để cho cam nó tập trung ở đây nhỉ? Nó không thèm quan tâm luôn, vì nó có đồ chơi ở trên đấy rồi. Đấy. Con đực không dây này và con đực cam nó vẫn to hơn con đực cam một tí. Ở đây là còn hai con đực thôi, một con đực không dây và một con đực cam, còn lại là bốn con cái tím này. Màu mảng thì rất tốt. Nancy nhìn nó giống mèo xì với nó giống siro quá. Em nằm yên đấy thôi, nằm yên đấy, cho con nó nằm yên để quay video thêm tí nữa. Nancy lại chạy luôn thì còn nói năng gì. Không xuống, ngồi yên đấy, ngồi yên đấy. Cam. Hey. Không dây. Hey. Đấy,
Với những cái đàn cún con ở cái mùa này thì hầu như là chúng nó sẽ thiếu vận động ít hoặc nhiều, nhưng mà để chân con chó nó yếu là rất là khó. Để chân con chó mà nó theo cái kiểu là nó hạ bàn hay là chân sau của nó díu hẳn thì nó khó lắm. Cái đấy là thường là do về cái vấn đề di truyền, thường do vấn đề di truyền. Trừ những trường hợp con chó là nuôi nó quá béo thì có thể là nhìn thấy chân nó yếu rõ, chứ còn bình thường thì khó lắm. Đấy. Không vắt chân à Nancy? Hey. Bọn này ấy là nếu mà không có gì thay đổi thì khoảng tầm 2 tuần nữa là nhìn chúng nó sẽ bắt đầu bóng. Như đàn này là cái lớp lông đệm của nó rất là dày. Đây này, trên người của nó là toàn là lông đệm thôi. Thằng đực to này thì có một tí lông sợi này. Tí lông sợi, không đáng kể, rất ít, hầu như là lông đệm. Nên là nhìn chúng nó, nhìn lông của chúng nó nhìn nó xù xì, bây giờ nhìn nó không mượt. Một thế hai nữa là người chúng nó là chúng nó nô nhau, chúng nó bẩn nữa. Nhưng mà nó lớp lông đệm này bây giờ nó bắt đầu vào giai đoạn nó rụng lông đệm rồi này. Đây có cái mặt và cái chân là nó sẽ có cái độ bóng vì nó là lông sợi. Đó. Còn cái người của nó thì nhìn trông nó gì? Đây là thằng đực. Đực không dây. Sắc tố mắt cực kỳ tốt luôn. Bọn này là khẳng định là chắc chắn là chúng nó thuần người và chúng nó sẽ rất là khôn. Đây này, về sau khi mà chúng nó thay lông xong mà nó theo cái kiểu lông như con mẹ này. Đấy. Bắt đầu đến giai đoạn kéo co. Rẻ gì đây, rách luôn này. Đấy. Sợi. Đực con đực cam là con đực tốt. Đấy. Chúng nó đều rất là biết điều. Ừ. Ok. Ok. Quá chỉnh luôn. Màu máng này. Vàng nó cháy khét luôn. Ừ. Đây này, nhìn nó cháy lắm này. Ok. Rồi, mọi người mà quan tâm cún đàn này thì liên hệ qua Zalo điện thoại 0981115000 nhé. Ở cái đợt này thì đón cún giá nó sẽ rất là thuận, dễ chịu ta. Nancy. Đó, ngắm mẹ chút. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ấy, quả ấy ra ngày ngoan thế đấy.